Mà mua xe mà chưa trang bị cho mình cái cam hành trình thật là đáng tiếc, bởi vì khi mà anh em đi ra ngoài đường nhé, rất là nhiều cái sự cố mà có thể xảy ra trên đường. Mà bây giờ camera hành trình nó có rất là nhiều dòng, thứ nhất là chỉ để cái hành trình, và thứ hai nó còn hỗ trợ cảnh báo giao thông cho anh em nữa. Đấy, như đơn giản nhất thì anh em có thể trang bị cho mình một chiếc camera chỉ ghi hành trình không thôi. Thì đây chẳng hạn như có những cái hãng cam hành trình như của Xiaomi hoặc là 70 mai đấy. Đây là của Xiaomi này anh em này, đấy, mã 70 mai A500. Thì cái dòng này rất là nhỏ gọn, nếu anh em nào mà chỉ cần một cái camera hành trình để ghi lại hành trình thôi thì anh em gắn ngay một bộ cam như thế này, rất là gọn và nhỏ gọn như này, có hỗ trợ cảnh báo giao thông, cảnh báo lệch làn này và ghi lại tốc độ khi mà anh em di chuyển này. Và thứ hai là anh em cần một cảnh báo giao thông thì anh em trang bị ngay cho mình bộ cam hành trình của Vietmark hoặc là GrabVision có hỗ trợ cảnh báo giao thông. Thì bộ cam hành trình được lắp vào vị trí đây, anh em có thể thấy đây, đây con cam hành trình rất là nhỏ gọn, được lắp trực tiếp vào cái vị trí của cái xe này. Rất là nhỏ gọn và rất là hợp lý, không che khuất cái tầm nhìn của anh em. Đấy, một cái bộ cam ghi hình sắc nét lên tận bộ phân giải lên 2K anh em nhé. Đấy, con này thì có tích hợp được cái cam trước và cam sau cho anh em. Đấy, đây anh em có thể thấy nguyên cổng cam sau đây, đây này cổng nguồn và cổng cam sau nó xuất hiện song song đây, và anh em chỉ cắm thôi là tích hợp được ghi hành trình ở trước và sau. Đấy, anh em nào mà ở Thái Nguyên nhá, đang có nhu cầu lắp cam hành trình nhá, đến ngay Acala Thái Nguyên để em lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.